lòng anh mãi vui, biết chắc là bao lần anh vẫn thế em tủi thân thấy không, biết chắc là mỗi em lại buồn ngồi xuống tim đau lòng buồn nước mắt cứ rơi mà chẳng một ai ở bên với em tình yêu. Cái vết này quen rồi mà. Trên đời này có chuyện gì anh không chấp nhận được không? Nếu như mà anh yêu người đó thì anh chấp nhận hết. Nếu người đó giấu anh bí mật gì đó rất khủng khiếp thì sao? Không quan trọng. Cô Nan có một câu rất hay: bí mật làm nên người phụ nữ. Vậy em nói cho anh nghe một bí mật nhé. Rời xa nhé mà tìm một ngày gió lay chỉ biết buông tay. Con tim này đau đớn hơn khi nhìn anh bước đi mà chẳng thể. Đúng là không nên theo đuổi những thứ mãi mãi không thuộc về mình. Ngồi xuống tim đau lòng buồn nước mắt